chào các bạn. Để bắt đầu cho buổi học ngày hôm nay thì các bạn hãy chuẩn bị cho mình một năng lượng tốt nhất để có thể tiếp thu bài học một cách hiệu quả nhất nhé. Ở bài 16 chúng ta được học cách hỏi và trả lời, buổi tối thường làm gì, cuối tuần thường làm gì. Và ngày hôm nay bài số 17 chúng ta sẽ học bài mới với tiêu đề Tha chai chua sấm mân ấp. Anh ấy đang làm gì vậy? Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đi vào phần học từ mới nhé. Từ mới đầu tiên, lái, lái, đến. Ủa lái lở, tôi đến rồi. Chu lái, ra đây, ra ngoài. Chu lái ba, ra đây đi. Chu lái oán, ra đây chơi. Chu lái的时候, lúc mà đi ra ngoài. Từ chu lái đây còn cách đọc khác, mình có thể đọc là chu lái. Yin yue, âm nhạc. Thing yin yue, nghe nhạc. Yin yue xue yan, học viện âm nhạc. Mấy yếu, không có, mấy yếu tiền, không có tiền. Mấy yếu rấn, không có người. Mấy yếu quảng, không có mạng. Mấy yếu vấn thí, không vấn đề. Mấy yếu sứ chiên, không có thời gian. Lưu yên, ghi âm. Lưu yên chi, máy ghi âm. Thiên lưu yên, nghe băng ghi âm. Sự việc, chữ sự này khi thêm chữ R, âm uốn lưỡi ở cuối thì mình đọc là sự, cũng có nghĩa là việc. Có什么事, có việc gì vậy? Tình mơ huế sự, có chuyện gì vậy? Yếu điện sự, có chút việc. Mấy ở sự, không có việc gì. Sưu điện, hiệu sách. Ta xiên chạy chạy sưu điện. Cô ấy đang ở hiệu sách. Chị sưu điện mải trung nguồn sưu. Đi hiệu sách, mua sách tiếng Trung. Xiang, muốn, nhớ, nghĩ. Trong chữ xiang này mình có bộ tâm, dùng trái tim của mình để nhớ, để nghĩ, để thể hiện mong muốn. Wo xiang chi shui guo, tôi muốn ăn hoa quả. Wo xiang mai yi fu, tôi muốn mua quần áo. Wo xiang ni, tôi nhớ bạn hoặc anh nhớ em. Xiang bàn phả, nghĩ cách. Hàn yên chữ điển, từ điển Hán Anh. Phây chi, máy bay. Trong đó phây được một mình có nghĩa là bay. Tì thỉa, tàu điện ngầm. Tì là điện, thỉa là sắt. Hỏa chư, tờ hỏa, hỏa là hỏa, chư là xe. Công cộng chi chư, xe công cộng thì gọi là xe buýt, công cộng là công cộng, chi chư là xe hơi, xe có khí mà dùng cho công cộng thì là xe buýt. Chổ lụ, đi bộ. Tả ti, taxi. Chí, cưỡi. Chí mã, cưỡi ngựa. Chí tự hành xe, đi xe đạp. Chí mô tô xe, đi xe máy. Những cái loại phương tiện mình phải tự lái, tự đi như là ngựa, xe đạp, xe máy thì mình dùng động từ chí. Chua, ngồi. Chua chứa, ngồi xe ô tô.
坐公共汽车, 坐公共汽车, 坐火车, 坐火车, 坐飞机, 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 khi mình không phải tự lái mà mình chỉ cần phải ngồi thôi thì mình dùng động từ 坐. Chúng ta có câu hỏi phương thức dùng để hỏi phương thức của hành động, đó là 怎么 cộng với động từ. Vì thế chúng ta có từ 怎么去, có nghĩa là hỏi đi bằng phương tiện gì. 咱们怎么去, chúng ta đi bằng phương tiện gì? 骑摩托车去, 骑摩托车去, đi bằng xe máy nhé. 你怎么去公园, 你怎么去公园, bạn đi công viên bằng phương tiện gì? 我坐车去, 我坐车去, tôi đi bằng ô tô. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc bài tập thay thế để luyện phản xạ. 你们怎么去, các bạn đi bằng phương tiện gì? 骑车去吧, 骑车去吧, đi bằng ô tô nhé. 坐车去吧, 坐车去吧, ngồi xe đi nhé. 坐飞机去吧, 坐飞机去吧, ngồi máy bay đi. 坐火车去, đi bằng tàu hỏa. 打的去吧, 打的去吧, bắt taxi đi nhé. 走路去吧, 走路去吧, đi bộ nhé. Và chúng ta sẽ cùng luyện phản xạ thêm với từ 怎么, 怎么去, 怎么去, đi bằng phương tiện gì? 怎么走, 怎么走, đi thế nào, dùng để hỏi đường. 怎么写, 怎么写, viết thế nào. 怎么读, 怎么读, đọc thế nào. 怎么用, 怎么用, dùng thế nào. 怎么坐车, 怎么坐车, ngồi xe thế nào. 挤, 挤, đông chen chúc. Khi mà chúng ta đi xe hoặc là ở đâu đó rất là nhiều người đông quá thì chúng ta sẽ dùng từ này. 挤, 太挤了, 太挤了, đông quá. 别挤了, 别挤了, đừng chen nữa. 挤牛奶, 挤牛奶, bắt sữa bò. Từ chỉ mà nghĩa là đông chen chúc ra thì mình bắt sữa bò mình cũng dùng từ chỉ này. Xính, xính, được. Chữ xính này thì các bạn nhớ lại cái chữ yến hàng, nó chính là chữ hàng trong từ yến hàng là ngân hàng, nhưng đúng một mình thì đọc là xính. Xính lơ, xính lơ, được rồi. Xính ba, xính ba, được thôi. Dễ xính, dễ xính, cũng được. Đâu xính, đâu xính, đều được. Bù xính, bù xính, không được. Xuế chi, xuế chi, học kỳ. Các bạn nhớ lại từ xin chi là thứ, âm hán Việt là tinh kỳ, vì thế chi là kỳ. Nhắc với từ xuế thì được xuế chi là học kỳ. Xin xuế chi, xin xuế chi, học kỳ mới. Chờ cơ xuế chi, chờ cơ xuế chi, học kỳ này. Xa cơ xuế chi, xa cơ xuế chi, học kỳ tiếp. Trung hứa, trung hứa, tổng hợp. Trong đó từ hứa là hợp, trong từ phù hợp. Khẩu ủy, khẩu ủy, khẩu ngữ. Ghép từ khẩu là cái miệng, và ủy trong từ han ủy, y ủy, ngữ đã học được cái từ khẩu ngữ là khẩu ủy. Thính lý, thính lý, thính lực là môn nghi. Yue tú, yue tú, đọc hiểu. Tú là đọc, còn yue tú là môn đọc hiểu. Khờ, khờ, bài khóa hoặc môn học. Chúng ta hay có tiêu đề của bài, ví dụ bài 17 là Tì sử chi khờ, bài số 17. Tì ơ sử khờ, bài số 20. Mấn là lượng từ của từ khờ, mấn là môn trong từ môn học. Sư mấn khờ, sư mấn khờ, bốn môn học. Trung hứa khờ, trung hứa khờ, môn tổng hợp. Khẩu ủy khờ, khẩu ủy khờ, môn khẩu ngữ. Thính lý khờ, thính lý khờ, môn nghe. Yue tú khờ, yue tú khờ, môn đọc hiểu. Vấn hoa, vấn hoa, văn hóa. Vấn trong từ Trung, vấn, yên vấn là Trung văn, Anh văn á.
thì quấn âm bằng Việt là văn thì ghép với khoa là khóa thì thành quấn khoa văn hóa Trung Quốc quấn khoa Trung Quốc quấn khoa văn hóa Trung Quốc Việt Nam quấn khoa văn hóa Việt Nam thể dục thể dục thể dục thể trong từ thân thể là thân thể là sức khỏe ở bài trước mình đã học ở Hàn ngữ 1 rồi uy là dục thì thể dục ghép lại là thể dục sang thể dục sang thể dục môn học thể dục thể dục của giáo sư thể dục của giáo sư thầy giáo thể dục giáo giáo dạy trong cái chữ treo thì phía bên trái này nó chính là chữ hiếu. Trong cái chữ hiếu này thì bên trên là bộ lão và bên dưới là bộ tử. Con thì đội cha mẹ lên đầu thì gọi là có hiếu. Thì treo này nó âm bằng Việt là giáo. Mình ghép với từ dục trong từ thể dục thì mình được từ treo uy. Treo uy là giáo dục. Lão sư treo xuế sân. Lão sư treo xuế sân. Giáo viên dạy học sinh. Phụ mụ giáo hải tử, phụ mụ giáo hải tử, bố mẹ dạy con cái.